Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách sử dụng cái login gọi là Pretty Link. Như vậy thì cái Pretty Link nó là cái gì? Pretty Link là một cái login mà dùng để rút gọn cái đường link đích của chúng ta. Nó rất là hiệu quả. Thí dụ như bây giờ chúng ta có một cái đường link của một cái bài viết nào đó nó rất là dài, mà nếu mà chúng ta copy chúng ta chia sẻ thì cái đó nó sẽ cảm thấy nó sẽ rất là rối mắt, hoặc là cái người mà được chia sẻ họ cũng rất là ngại khi họ click chuột vào để họ xem cái link đó là cái gì, bởi vì họ lo ngại cái link đó là virus chẳng hạn đó. Thì để giải quyết được cái vấn đề này thì chúng ta sử dụng một cái login gọi là Pretty Link. Thì để sử dụng được Pretty Link thì các bạn phải cài vào trong cái WordPress, trong cái website của mình, thì cái tên nó là Pretty Link. Pretty Link nó có hai phiên bản, một là cái phiên bản miễn phí, hay là cái phiên bản pro, thì tùy theo cái mức độ sử dụng và cái sự quan tâm mà mình có thể sử dụng hai phiên bản khác nhau. Thì giờ đây tôi hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái phiên bản miễn phí. Thì chúng ta chọn vào trong cái thằng Pretty Link. Trong Pretty Link này nó có những cái hay là chúng ta có thể tạo được nhiều cái nhóm, tạo nhóm theo từng chủ đề, thì mình chọn cái nhóm. Ví dụ như mình đặt cho cái nhóm này đó là cái tên, một cái tên gì đó, Lê Tấn gì đó, Lê Tấn Sơn chẳng hạn đó, một cái nhóm tên Lê Tấn Sơn. Ở đây mô tả đây mình gợi ý, khi nhìn thấy cái nhóm mình biết nó là cái gì. Sau đó mình chọn cái phần create để mình tạo cái nhóm đó. Cái bước kế tiếp nữa là bây giờ mình tạo trong cái phần gọi là link, add new link. Thì mình lấy một cái link ở trong một cái trang đích nào đó mà mình quan tâm. Mình mới vào trong cái add new link. Thì ở trên này nó có phần gọi là target URL, tức là cái đường đây là link đích. Chúng ta dán vào, chúng ta dán cái đường link mà chúng ta cần chia, cần dẫn đến là vào trong phần target URL. Phần cái title thì chúng ta lấy cái, đặt cái title sao cho dễ nhớ. Ở bên đây cái title của cái trang trang đích này, ví dụ như là một lần share thì bạn được mang gì cho mình 11.000 chẳng hạn, thì mình lấy cái title đó cũng được. Chúng ta copy chuột phải, copy dán đem qua bên cái link chúng ta dán đây. Sau đó chúng ta trong cái phần group thì chúng ta chọn cái group mà chúng ta định đưa vào đó. Cái đó chúng ta chọn create. Thì như vậy một cái link rút gọn đã được tạo thành. Thì bây giờ cái việc còn lại là chúng ta lấy cái link đó chúng ta để sử dụng các mục đích chia sẻ chẳng hạn, vân vân. Thì đấy là một trong những cái tính năng mà rất là hay, giúp cho các bạn trong cái việc chia sẻ các cái đường link. Nếu các bạn chưa vững thì các bạn có thể tham khảo ở cái trong cái phần mô tả của cái video này, trong phần description, thì chúng tôi sẽ có những cái bài viết hỗ trợ, em giúp hỗ trợ cho các bạn tốt hơn trong cái việc sử dụng cái Pretty Link này. Xin chào và hẹn gặp lại.